Tăng Thanh Hà xin chào độc giả của EU Việt Nam. Việc đầu tiên khi mà mình thức dậy thì mình sẽ ôm con và mình sẽ hít hà hết đứa nhỏ đến đứa lớn, rồi sau đó là cả mẹ và con mới bắt đầu một ngày của mình. Một ly sinh tố rau, trái cây và hai cái trứng luộc. Trong túi sách của mình thì sẽ luôn có thứ nhất là bóp, ví tiền, thứ hai là một cây son, dung dịch rửa tay, một cái mắt kiến, một cái cây viết, một cái quyển sổ và luôn luôn có một chai nước. Ít hơn 5 phút, thực sự là mình cũng không có trang điểm gì nhiều mỗi ngày đâu, mình chỉ có xài kem dưỡng, sau đó là kem chống nắng và son môi mà thôi. Đó là son. Thứ nhất là mình phải siêng chăm sóc da, cái thứ hai nó là từ cái thói quen ăn uống của mình. Đối với Hà thì cái thói quen ăn uống nó rất là quan trọng. Mình dùng những cái sản phẩm để mình chăm sóc da, đó là một phần thôi, nhưng mà cái thói quen uống của mình nó quyết định là làn da mình có khỏe hay mà không. Mình thích phong cách tối giản, đơn sắc và phù hợp với những nơi mà mình tới. Món ăn mà mình thích nấu nhất cho gia đình đó là món ăn mà ông xã và các con của mình yêu cầu mỗi ngày. Thì mỗi ngày là sẽ yêu cầu những cái món khác nhau. Thường thường là trước một ngày là mình sẽ hỏi là ngày mai muốn ăn cái gì. Thì mình có một cái trang gọi là Instagram. Và ở trên đó thì thường thường là mình sẽ up những cái thức ăn của mình nấu mỗi ngày. Và khi mà mình không biết phải nấu gì thì mình sẽ nói ông xã và các con lên trên đó và chọn ngày hôm sau là muốn ăn cái gì thì mẹ sẽ nấu.